em qua qua em lại em cầm máy. Dạ quay. Hà mà đang kêu chị nhanh lắm cho chị quay chị đang kêu con ngồi trong cây giữ mà xin phim chị ngày rồi này bình thường không hỏi luôn à thì hỏi chứ phải đào đau em không chết là phải nằm xích vào đây em, nằm xích vào đây. Dạ, ok. Quay. Chiều đã. Giờ ghi được chị Loan. Chị Loan. Sợ ăn cắp. Có độc quyền. Mua đồ mà mua sắm mà giảm dưỡng đang mất xịt nhớ thôi mẹ nhà hay dưỡng nhà em mua gạt làm gì làm giống vậy mà cái mùi nó mất em quen chọn mùi bóng đá Okay.
chia bông nước muối. Nặng mụn à? Chứ phải nặng mụn thịt à? Mụn cá hay mụn thịt? Mụn thịt giờ là chỉ cắt xong. Và ta nguyện mạnh. À, chị chấm mút thơm mà cũng lên. Hiền ơi, chỉ ngửi thôi mà cũng lên rồi Hiền. Dạ màn gì. Mà thấy ăn muốn hả chị Hiền? Ăn kiểu muốn ăn nữa. Mấy hai cục luôn à Hằng? Mày ăn nhiều ghê mày. Mày chẳng nấu mộng nghe. Mà thân lì á. À, tiêu kề gần cho mọi người rủ con mùi cục hai cục. Mà má không có mộng đâu. Có, đi có cỏ nó thì cứ trùng. Cỏ nó thì nắn. Cái da mặt như da trâu đi lên nổi được nữa. Đúng rồi, là da trâu mà. Đúng rồi, trâu á. Trâu á, trâu á. Trâu á, trâu á. Trâu á, trâu á. Chị lấy họ cắt mắt mình ăn trâu không? Không được ăn. Ăn là bị nghiện. Ăn là bị ngót đấy kia. Là hỏi là thủng tung thôi đúng không? Hỏi là gì chưa ăn đấy. Chị bình thường chắc chị quất mấy cục nữa. Nhớ đang có bao nhiêu. Mình đi quế đó. Chị á. Về quê của anh Mô đúng không? Tất nhiên rồi, về gặp lại người cũ. Về gặp lại người yêu đúng không? Đúng rồi. Nửa mày nửa mặt đấy. Nói cho ông tiếc muối. Gì sợ. Thèm rồi. Rồi chị đi đến con đường lan gì nhớ mắc xe hai mẹ quạch 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 xong. Ôi đúng không? Chúng ta mới là duyên nhân kinh đạt ở những sư phụ đây. Họ tưởng là bị thần kinh. Thành phố dạo này nó bị thần cái nơi nhiều. Bị mất mát. Người rửa vừa bị họ trả về quê đi. Ừ.
Đấy, đẹp ơi. Không phải là tên nụ nụ cho con lo nó học không có sổ đồ bài đầu tiên mà đặt mấy cái tên nó chung hay và dạy quá nó học cũng không chừng thằng em trai chị thì ngộ lĩnh á suốt ngày bị cô lên kéo lên trả bài với lại là mỗi lần phát thưởng ở trường á là tính vô lĩnh á cả trường hồi luôn á em ngại luôn mà hắn về hỏi mẹ đang đặt tên con nước kiểu anh mới đặt anh đâu nhỉ mỗi lần mà đi cắt thử các hắn 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 nghĩ dị ấy sợ hơn bởi vì mỗi lần tên nó cắt lên là hắn cười ở cả trường cười hắn bộ lần rồi thì anh học lớp đoàn đoàn thời gian sau này cũng là hơn anh chỉ một chín lớp 10 là đẻ sinh hắn á là ừ.